Với channel của BC Girls, mình là Inna. Ngày hôm nay mình sẽ swap một dòng son mới toanh đang làm điên đảo giới trẻ suốt mấy ngày gần đây. Đó chính là Muji by Speed Mellow Tint. Em mới là dòng son vừa mới ra mắt của nhà Muji, là một tín đồ son Hàn, mình đã phải chạy đi mua ngay một set để kịp review cho các bạn nè. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên là thiết kế vỏ giấy. Tông màu nâu trầm khiến son trông như một thỏi sô-cô-la. Màu son được in ở phần đầu vỏ nha các bạn. Cùng mở ra nhé. Wow, cái son khá là xinh nha. Đó là trend quen thuộc suốt cả năm vừa qua. Màu thân son ứng với màu son bên trong. Nhưng mình cảm nhận thì kiểu dáng son vẫn giống với dòng son The First Velvet Tint trước đây. Trên thân son có in logo cùng màu tương tự với vỏ son, nên cảm giác nhìn logo không được nổi bật cho lắm. Giữa phần nắp và thân son có tem niêm phong màu đen dài, gần giống với các dòng son của 3CE. Giá thành của em ý cực dễ thở, chỉ khoảng 120k cho một cây. Với giá này mình tin là sẽ tiếp cận được với rất nhiều khách hàng. Có lẽ đây là chủ đích của hãng cho sản phẩm lần này chăng? Mình sẽ để link nơi mình mua sản phẩm phía dưới cho các bạn tham khảo nha. Chất son của em ý đặc hơn dòng The First Velvet Tint một chút. Khi dùng lên môi, cảm giác rất creamy, mịn màng và không để lại base hồng nên các bạn không phải lo nha. Dòng mới lần này chỉ có 4 màu đều thuộc tông ấm, nhưng theo phong cách sản xuất của Muji thì mình tin là sắp tới hãng sẽ lại thêm vào bộ sưu tập này vài màu nữa cho coi. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu từ màu đầu tiên nhé. Màu M1 Mahogany là một màu đỏ nâu có nhiều ánh đỏ. Màu này thì vẫn siêu dễ dùng và dễ hợp với nhiều tông da khác nhau, rất đáng để mua nếu như bạn là một fan của màu son đỏ nâu. Son có mùi trái cây nhưng hơi đậm một chút, bạn nào nhạy cảm với mùi hương thì có thể cân nhắc nha. À, còn một điều nữa là trên vỏ giấy có dán hidden tag, các bạn nhớ check kỹ trước khi mua hàng để tránh mua phải hàng giả nha. Màu M2 Zen Julie. Các tông màu Julie vẫn luôn được các cô gái yêu thích. Màu này nhìn qua hơi giống màu đầu tiên, nhưng hơi có nhiều tông nâu hơn nên khá là trầm. Màu này thì quyến rũ, thu hút mà lại phù hợp với make up look mùa thu lắm luôn. Đây cũng là một màu tông ấm nha các bạn. Về màu son thì Muji vẫn luôn là chuyên gia và là người đi đầu xu hướng. 4 màu son lần này có thể nói là không thể chê vào đâu được. Cọ son có dạng trái tim hơi nhọn phần đầu nên rất dễ điều chỉnh và kẻ viền môi nha. Tiếp theo là màu M3, Spray Brick. Màu này có lẽ là màu sáng nhất trong 4 màu. Tuy nhiên thì em ấy vẫn là một màu tông đất. Spray Brick là một màu cam gạch khá tươi tắn và dễ dùng. Màu này sẽ phù hợp với kiểu make up trong trẻo, năng động. Điểm cộng cho dòng son này là các màu đều được tông ấm nên sẽ phù hợp với đa số các cô gái Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Chất son Mellow Tint bớt làm khô môi hơn dòng Velvet cũ, với son được quảng cáo là có khá nhiều thành phần dưỡng môi. Dù sao thì mùa thu đông cũng sắp tới rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu dùng những sản phẩm có dưỡng cho môi luôn được mềm mọng chứ nhỉ. Màu cuối cùng của bảng màu cũng là màu đậm nhất, M4 Burn Rose. Các cô nàng cá tính yêu thích màu A22 của Black Rose thì có lẽ không thể bỏ qua em này. Màu M4 này đúng chuẩn Dark Rose, bí hiệu quyến rũ đầy mê hoặc. Màu này các bạn có thể đánh lòng môi hay phun môi đều vẫn rất thu hút và cá tính. Màu này mà kèm với make up tông đậm thì mình đảm bảo các bạn sẽ nổi bật nhất luôn. Khi vừa apply lên môi, son sẽ có độ bóng nhẹ, nên sau khoảng 30 phút son sẽ bớt bóng và tiệp vào môi hơn. Thời gian khô của son cũng lâu hơn dòng son cũ. Dòng son Mellow Tint của Muji có độ bám màu khá ổn, tuy nhiên vẫn không thể bằng dòng Velvet Tint được vì chất son không khô hạn 100%, nên khi ăn uống vẫn có thể rơi ra thành cốc hoặc ống hút. Tuy nhiên thì phần tint còn lại rất bám màu và lâu trôi. Mình cũng gặp khó khăn khi tẩy trang lúc swatch son vì màu son lớn lại, nhưng bù lại chất son lại có hiệu ứng đầy rãnh môi và làm mờ nhìn rất trendy. Vậy là mình đã swatch xong 4 màu son của Muji by The Beauty Mellow Tint rồi. Mình xin được chấm cho mấy 9 trên 10 điểm. Một điểm trừ là vì không nhìn rõ logo trên thân son. Còn lại mọi thứ đều hoàn hảo luôn.
Các bạn thích màu nào trong số 4 màu son trên? Hãy comment bên dưới và đừng quên tặng mình like, subscribe để mình có động lực làm những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn!